Thưa quý vị, trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi đang được Bộ Xây dựng trình thẩm định lấy ý kiến các bộ, ngành, tỉnh, thành có đưa ra phương án chung cư sở hữu có niên hạn sử dụng của công trình. Theo hướng này, sổ hồng được cấp cho khách hàng mua căn hộ chung cư sẽ chỉ có thời hạn từ 50 đến 70 năm theo thời hạn công trình, thay vì được sở hữu sử dụng lâu dài như hiện nay. Đề xuất này đã làm nảy sinh nhiều tranh luận về quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân đối với sản phẩm nhà ở chung cư. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SB Law. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa ông, nếu cái đề xuất về việc sở hữu nhà chung cư có thời hạn chỉ trong vòng từ 50 đến 70 năm được thực hiện khi mà luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực thì điều này sẽ tác động như thế nào đến cái thị trường căn hộ và liệu nó có kéo cái giá nhà giảm xuống hay không ạ? Tôi nghĩ là với cái việc sửa đổi cái luật đất đai cũng như luật nhà ở và có một cái quy định mang tính chất đột phá, có nghĩa là cái nhà chung cư sẽ người dân khi mà mua sẽ được chỉ sở hữu từ 50 cho đến tối đa là 70 năm, thì tôi nghĩ là sẽ tác động rất là lớn đến cái thị trường bất động sản tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt là với cái phân khúc là chung cư, và từ cái phân khúc chung cư đặc biệt là phân khúc chung cư cao cấp. Bởi vì hiện nay thì người dân vẫn mong muốn đó là mua nhà chung cư, đặc biệt là chung cư cao cấp, thì coi như là một cái tài sản đầu tư, cũng như là một số người muốn đầu cơ bất động sản ở phân khúc chung cư, và với một cái hình thức là sở hữu lâu dài cùng với lại cái quyền sử dụng đất, thì rõ ràng là nếu mà với việc sở hữu là đến tối đa là 70 năm thôi, thì rõ ràng là cái tiền mà người mua nhà sẽ bỏ ra nó sẽ ít hơn, bởi vì không phải sở hữu lâu dài nữa mà chỉ là sở hữu có thời hạn. Thế vì vậy mà chắc chắn là có thể sẽ ảnh hưởng đến cái việc là giá nhà và ảnh hưởng đến cái việc là chủ đầu tư. Vì vậy mà với sở hữu 70 năm thì rõ ràng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái thị trường bất động sản, và đặc biệt là chắc chắn thì giá nhà sẽ có thể giảm xuống, và từ đó thì cũng sẽ thúc đẩy cái việc đó là người dân bình thường cũng có quyền được sở hữu cái căn hộ chung cư. Thưa ông, vậy thì quyền lợi của những người mà sở hữu nhà chung cư thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi cái đề xuất trên được thông qua? Rõ ràng là cái quyền lợi của người mà sở hữu cái nhà chung cư so với lại thời điểm như hiện tại là rất là khác, bởi vì khi mà một người chỉ sở hữu một cái chung cư là 50 năm thôi, đấy, và người đó mà khi mà chuyển nhượng cái chung cư đó, người ta đã ở được 10 năm rồi, và khi chuyển nhượng thì người ta còn 40 năm nữa, thì cái giá chuyển nhượng ở cái thời điểm đấy là chỉ là cái giá của cái việc là 40 năm. Và bên cạnh đó thì cái giá chuyển nhượng nó còn bị ảnh hưởng bởi cái chất lượng công trình rồi các cái tiện ích xung quanh. Thì vì vậy mà tôi nghĩ là cái quyền lợi nhà chung cư, quyền lợi của người sở hữu nhà chung cư khi mà chuyển nhượng thì sẽ bị ảnh hưởng. Vâng, thưa ông, vậy thì khi cái đề xuất trên được thông qua thì chúng ta cần làm rõ những vấn đề gì khi mà cái thời hạn sở hữu nhà chung cư bị hết sau từ 50 đến 70 năm ạ? Khi mà người dân là mua một cái nhà chung cư thì người đó cũng có quyền là sở hữu cái nhà đó và một cái phần đất để xây lên cái nhà đó. Thế thì bây giờ là cái nhà đấy chỉ được sở hữu 50 năm thì cái vấn đề là quyền sử dụng đất đối với lại toàn bộ cái tòa nhà sẽ như thế nào. Thứ hai là vấn đề là bây giờ theo kiểm định là cái nhà đấy không còn đủ cái chất lượng để có thể tồn tại nữa, thì bây giờ nếu mà đập đi và xây dựng lại một cái khu chung cư mới hiện đại thì cái quyền lợi của cái chủ sở hữu cũng như thế nào, hay là có thể là một đổi một, hay là sẽ phải tái định cư, hay là sẽ áp dụng cái hình thức như thế nào, thì cái đấy các cái văn bản cũng phải hướng dẫn. Thứ ba nữa đó là cái vấn đề tính đến đó là nếu mà trong trường hợp mà người dân không muốn tiếp tục ở cái căn đấy mà hết thời hạn, thì người dân có được có một cái số tiền nào đó để hỗ trợ họ tìm cái nơi ở mới hay không, thì tôi nghĩ là còn nhiều vấn đề khác liên quan được hệ lụy từ vấn đề này, mà các cái quốc gia trên thế giới thì người ta đã áp dụng cái vấn đề thời hạn chung cư từ lâu. Ban soạn thảo cần nghiên cứu để học hỏi kinh nghiệm của các cái quốc gia, bởi vì tôi nghĩ là với cái đề xuất là xây dựng nhà chung cư 50-70 năm thì nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề ách tắc trong hiện nay, bởi vì chúng ta biết là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì có rất nhiều các cái khu chung cư cũ, và các chung cư cũ này thì áp dụng cái hình thức đó là sở hữu nhà lâu dài, bởi vì vậy mà dẫn đến bế tắc trong cái việc cải tạo các chung cư.
này, thì tôi nghĩ là cái đề xuất xây dựng luật sửa đổi với thời hạn 50-70 năm thì là phù hợp, nhưng mà chúng ta cũng sẽ tính đến các cái hệ lụy như tôi đã đề cập trên. Xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi ạ.